Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Thời sự nhanh. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cả nước còn 7.700 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Bộ Y tế giám sát chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 để ứng phó biến thể Omicron. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng tiêm vaccine. Thêm 4 quận nguy cơ cao ở Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Thanh Hóa thêm 203 ca nhiễm COVID-19. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Xin mời quý vị khán giả đón xem. Cả nước còn hơn 7.700 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 1,6 triệu ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 16.434 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận chủ yếu trong đợt dịch thứ tư, số mắc trong 3 đợt dịch trước chỉ dưới 3.000 ca. Việt Nam cũng đã có hơn 30.000 trường hợp tử vong tại 51 tỉnh, thành phố, chiếm 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Cả nước hiện còn hơn 300.000 bệnh nhân đang được điều trị, giám sát. Trong số này có hơn 7.700 ca nặng, nguy kịch, chủ yếu là các trường hợp thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao. Có 890 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn và 19 trường hợp can thiệp ECMO. Trong đợt dịch thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tổng số ca mắc và ca tử vong cao nhất cả nước, với gần 500.000 ca mắc và hơn 19.500 trường hợp tử vong. Sau đó là Bình Dương, với gần 300.000 ca mắc và hơn 3.000 người tử vong. Tiếp theo là Đồng Nai, với 96.000 ca mắc và hơn 1.200 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 60.000 bệnh nhân đang điều trị với gần 2.600 ca nặng nguy kịch. Thành phố Hà Nội với ca mắc mới tăng cao, những ngày gần đây hiện có gần 20.000 bệnh nhân đang điều trị với gần 300 ca nặng nguy kịch. Bộ Y tế nhận định số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong tuần, số mắc cộng đồng tăng tại 41 tỉnh, thành phố. Vì thế, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là giám sát, phát hiện sớm, điều trị, giám sát bệnh nặng tử vong và tiêm chủng vaccine. Lý do vì thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus, gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới. Mới đây, Bộ Y tế cũng có công điện yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Theo đó, hiện nay, số ca mắc tại các tỉnh, thành phố gia tăng, đặc biệt trên thế giới đã xuất hiện biến chủng mới siêu lây nhiễm có thể gây tác động rất lớn đến hệ thống y tế. Cụ thể, các địa phương cần rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, trang phục phòng hộ cá nhân, đảm bảo oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3. Đồng thời, cần rà soát, rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thu dung, điều trị người bệnh COVID-19. Các cơ sở y tế cần thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo hướng dẫn ngay từ trạm y tế, tổ COVID cộng đồng đến các cơ sở thu dung điều trị. Trạm y tế lập danh sách các trường hợp F0 tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ để quản lý, theo dõi chặt chỉ số SP02 để đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời. Các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, các buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc và điều trị. Bộ cũng lưu ý triển khai mạnh mẽ, toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ bằng các biện pháp rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao, người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều. Bộ Y tế giám sát chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 để ứng phó biến thể Omicron. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường trước nguy cơ xuất hiện biến thể Omicron, được đánh giá là có khả năng lây lan nhanh hơn chủng Delta. Hơn nữa, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công tác xét nghiệm đã và đang được triển khai tích cực để kịp thời phát hiện, điều trị, ngăn ngừa, cách ly người bệnh, góp phần khống chế dịch COVID-19.
Để tiếp tục tăng cường bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu lãnh đạo các trung tâm kiểm soát chất lượng xét nghiệm trước mắt tập trung tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm, đánh giá chất lượng sinh phẩm xét nghiệm, trong đó tập trung xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao để hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm SARS-CoV-2. Các đơn vị chủ động, tích cực theo dõi kiểm tra, giám sát, phân tích nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp kịp thời để duy trì, cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng xét nghiệm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu các trung tâm kiểm tra chất lượng xét nghiệm về việc tăng cường giám sát và đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2. Công văn được gửi tới lãnh đạo các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng tiêm vaccine. Thưa quý vị, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó phát hiện 24.420 người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Cùng đó, qua thực hiện xét nghiệm nhanh tầm soát cũng đã phát hiện 3.918 người có kết quả dương tính. Đây là con số rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây nhưng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, số người tử vong mỗi ngày do Covid-19 tại thành phố này vẫn ở nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Trong khi đó, phát hiện những người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả dương tính, ngành y tế đã kịp thời điều trị ngay với thuốc kháng virus Monopiravir và cách ly chăm sóc tại nhà 901 người, cách ly tập trung 255 người. Thời gian qua, cả nước triển khai nhiều đợt tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được ưu tiên phân bổ vaccine cũng như phối hợp lực lượng tiêm chủng do thành phố nhiều tháng liên tục có số ca nhiễm cao. Trong đó, nhiều ca F0 trong cộng đồng do virus SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan. Có thể nói, mọi yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh về vaccine, về bổ sung, tăng cường lực lượng phòng chống dịch đều được đáp ứng. Kể cả quân đội, công an cũng được huy động hỗ trợ thành phố chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, sớm ổn định cuộc sống. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như các quốc gia trên thế giới đều khẳng định vaccine là vũ khí quan trọng bậc nhất trong việc phòng chống dịch. Kể từ đầu năm 2020, khi Covid-19 được WHO xác định là đại dịch khẩn cấp toàn cầu, thì nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn dược phẩm lớn đã gấp rút đầu tư nghiên cứu, phát triển vaccine. Việt Nam cũng đã đẩy mạnh công tác này. Tới nay, đã có những tín hiệu khả quan đối với chế phẩm vaccine Nanovac. Xác định tầm quan trọng của vaccine, chính phủ đã tìm mọi cách để sớm có vaccine tiêm chủng cho người dân. Rất nhanh, chiến lược ngoại giao vaccine cùng việc tìm mua đã đem về cho đất nước hơn 100 triệu liều vaccine. Các loại vaccine được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp hầu hết đã có mặt ở Việt Nam. Cũng ít có quốc gia nào thành lập được quỹ vaccine như Việt Nam. Điều đó cho thấy nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân khi xác định vaccine là vũ khí quan trọng để ngăn chặn dịch lây lan, kéo giảm số người tiến triển nặng cũng như hạn chế thấp nhất số ca tử vong. Tới nay, Việt Nam đã và đang tiếp tục đàm phán công nhận hộ chiếu vaccine với 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối tượng tiêm vaccine đã mở rộng cho trẻ từ dưới 18 tuổi. Nhiều địa phương đã tiêm đủ 2 mũi cho học sinh trung học phổ thông cũng như học sinh trung học cơ sở. Chính vì thế, việc vẫn còn nhiều người chưa chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19 mà cụ thể là tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất đáng lo ngại. Virus SARS-CoV-2 với chủng Delta cực kỳ nguy hiểm, nếu tấn công vào những người này thì không chỉ gây bệnh cho họ mà còn từ đó lan ra cộng đồng, khiến dịch sẽ kéo dài hơn, phức tạp hơn, số ca bệnh nặng cũng như người tử vong cao. Đó là chưa kể biến thể Omicron với tốc độ lây lan nhanh hơn biến thể Delta từ 5 đến 7 lần đang rình rập. Đây là việc không thể xem nhẹ, vì thế các địa phương cần rà soát để có danh sách người chưa tiêm vaccine. Trừ những người được chỉ định y tế hoãn tiêm thì cần thuyết phục kể cả triển khai các đội tiêm tại nhà trong trường hợp cần thiết. Phải xác định bảo vệ sức khỏe cho những người này cũng là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Cũng cần nhắc lại, phân tích các trường hợp tử vong cho thấy tỷ lệ tử vong cao tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, đặc biệt trên 65 tuổi, có bệnh nền và chưa được tiêm chủng. Vì thế, thật khó hiểu vì sao lại vẫn có không ít người né vaccine. Bộ Y tế cũng đã nhiều lần chỉ đạo cần phải quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm, cùng đó là đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng nhằm vận động tổ chức tiêm vaccine. Để kết thúc bài viết,
xin được dẫn số liệu từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. 65% số ca tử vong trong nhóm nguy cơ là do chưa tiêm vaccine, còn số đó ở An Giang là 83%. Thêm 4 quận nguy cơ cao ở Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 12, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ và Ba Đình có thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, quận Hoàn Kiếm triển khai từ 12 giờ ngày 24 tháng 12, quận Hoàng Mai áp dụng từ 12 giờ ngày 25 tháng 12, quận Tây Hồ sẽ bắt đầu từ 12 giờ ngày 26 tháng 12 và quận Ba Đình sẽ triển khai từ 12 giờ ngày 27 tháng 12. Cả 4 quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ và Ba Đình yêu cầu các địa phương không tổ chức hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi cộng đồng, trường học, bệnh viện, công sở. Những người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ 5K, cài đặt và quét mã QR. Nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn 4 quận không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động không quá 50% công suất. Riêng quận Tây Hồ tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như cơ sở làm đẹp, trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, khu vui chơi giải trí, quán bar, karaoke, massage, game, phố đi bộ. Ngoài ra, học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Ba Đình đều yêu cầu tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án học trực tuyến. Tuần trước, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và 5 phường của quận Hoàn Kiếm cũng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về. Về quận, huyện, xã, phường nâng cấp độ dịch do liên tiếp những ngày gần đây số F0 của Hà Nội vượt 1.000 ca mỗi ngày, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 này từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 37.522 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 13.539 ca, số ca mắc là người đã được cách ly là 23.983 ca. Nóng, Thanh Hóa thêm 203 ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 12 đến 16 giờ ngày 25 tháng 12, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 203 ca bệnh COVID-19. Trong đó, có gần 100 ca nhiễm COVID-19 tập trung tại thành phố Thanh Hóa và huyện Mường Lát. Theo đó, thành phố Thanh Hóa ghi nhận 35 bệnh nhân nhiễm COVID-19 có yếu tố cộng đồng và 12 bệnh nhân đang trong các khu cách ly trên địa bàn. Trong khi đó, huyện Mường Lát cũng đã ghi nhận thêm 50 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tất cả các bệnh nhân này đều được phát hiện tại các điểm dịch trên địa bàn và đang được cách ly theo quy định. Ngoài ra, là các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng tại các huyện, thị khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, huyện Thiệu Hóa có 1 bệnh nhân, huyện Yên Định có 7 bệnh nhân, huyện Đông Sơn có 3 bệnh nhân, huyện Triệu Sơn có 2 bệnh nhân, thị xã Nghi Sơn có 15 bệnh nhân, huyện Thạch Thành có 3 bệnh nhân, huyện Quảng Xương có 1 bệnh nhân, huyện Như Xuân có 5 bệnh nhân, huyện Thường Xuân có 8 bệnh nhân, huyện Hàng Hóa có 2 bệnh nhân, huyện Cẩm Thủy có 1 bệnh nhân, huyện Quan Hóa có 3 bệnh nhân. Còn lại là 117 bệnh nhân nhiễm COVID-19 là công dân địa phương mới trở về từ các tỉnh thành khác và bệnh nhân đang cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 6.658 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, trong đó có 3.991 người được điều trị khỏi và 13 bệnh nhân tử vong. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 4.993.360 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,68%, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2 đủ vaccine đạt 82,2% và trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 93%. Trong 24 giờ qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện xét nghiệm bằng PCR 3.991 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.